Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói về tiểu sử Lâm Bảo Châu, cuộc sống của Lâm Bảo Châu khi yêu Lệ Quyên. Lâm Bảo Châu là một người mẫu, diễn viên triển vọng trong showbiz. Anh được biết đến nhờ ngoại hình cao giáo, săn chắc cùng gương mặt nam thần góc cạnh rất ăn ảnh. Dù là diễn viên tay ngang, chưa có kinh nghiệm diễn xuất, nhưng Lâm Bảo Châu vẫn được ưu ái, góp mặt vào nhiều dự án phim, MV ca nhạc như Anh ơi ở lại, Kẻ săn tin, Mỹ nhân chiến, Trói buộc yêu thương, Cố nhớ để mà quên. Tiểu sử Lâm Bảo Châu. Tên thật: Lâm Bảo Châu. Năm sinh: mùng 1 tháng 1 năm 1992. Quê quán: Đài Loan. Nghề nghiệp: người mẫu, diễn viên. Tác phẩm nổi bật: Kẻ săn tin, Mỹ nhân chiến, Trói buộc yêu thương. Từ nhỏ, anh đã sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội. Lâm Bảo Châu đã có đam mê hoạt động nghệ thuật. Từ khi nhận thấy bản thân có khả năng, anh đã nuôi ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Theo học tại Trường Đại học Dân lập Phương Đông, chuyên ngành tài chính ngân hàng. Sau khi ra trường, anh dễ hướng hoàn toàn sang nghiệp người mẫu. Vì không có nhiều kinh nghiệm cũng như kỹ năng, nên khi tham gia Vietnam's Next Top Model mùa thứ 7, anh đã dừng chân từ rất sớm, để lại nhiều nuối tiếc lớn. Dù vậy, nhưng nhờ vào ngoại hình của mình, anh vẫn được nhiều nghệ sĩ có tiếng như Lệ Quyên, Tóc Tiên, Minh Hằng chọn mặt gửi vàng. Lâm Bảo Châu và danh sách tình trường. Đẹp trai, body 6 múi, cùng chiều cao khủng 1m83. Lâm Bảo Châu có tình trường dày dặn, bên cạnh những nàng hot girl xinh đẹp. Chuyện tình đầu tiên của anh chàng là với ca sĩ Yến Lê xinh đẹp. Cả hai bén duyên sau quá trình làm việc chung vào năm 2015. Sau 2 năm yêu nhau, cả hai chia tay trong sự tiếc nuối của nhiều người. Cô nàng tiếp theo mà Lâm Bảo Châu theo đuổi là hot girl Mai Sương. Sau quá trình tìm hiểu và yêu đương, Lâm Bảo Châu đã có một màn cầu hôn bạn gái vô cùng lãng mạn. Nhưng rồi chuyện tình của họ cũng không kéo dài được lâu. Sau hai chuyện tình gian dở, Lâm Bảo Châu quyết định tham gia nhiều show hẹn hò để tìm người yêu. Đặc biệt là ở sau, Người ấy là ai, anh trở thành nam chính và được kết duyên cùng người đẹp, Tú Uyên. Nhưng sau đó cả hai chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Cuộc sống của Lâm Bảo Châu khi yêu Lệ Quyên. Mới đây, sau khi thông tin chính thức về Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên đang hẹn hò được dộ lên, nhiều khán giả đã thật sự bất ngờ. Bởi vì cả hai chênh nhau đến 12 tuổi và Lệ Quyên đã có một đời chồng. Được biết, tin đồn hẹn hò dấy lên ngay sau khi Lệ Quyên chia tay người chồng cũ. Người chồng cùng chung sống với cô 10 năm. Nhiều người bắt gặp cả hai thường đi chung với nhau. Lâm Bảo Châu còn thường xuyên hộ tống Lệ Quyên đi diễn ở nhiều nơi. Hiện tại, cả hai đã công khai và không ngại ngần khi chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc cùng nhau. Tháng 10 năm 2020 vừa rồi, cặp đôi còn bị bắt gặp đang nghỉ dưỡng ở Phú Quốc cùng con trai Lệ Quyên. Những hình ảnh tình tứ của cả hai trong đêm giao thừa cũng khiến nhiều người phải ghen tị. Lâm Bảo Châu từ người mẫu triển vọng đến gương mặt quen trên truyền hình. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành tài chính ngân hàng tại Đại học Dân lập Phương Đông, Lâm Bảo Châu không theo con đường kinh tế mà trở thành người mẫu thời trang. Muốn mở ra cho mình một con đường sự nghiệp tươi đẹp hơn, Lâm Bảo Châu quyết định đăng ký tham gia Vietnam's Next Top Model mùa thứ 7 năm 2016, nhưng anh dừng chân khá sớm. Nhờ ngoại hình nổi bật, Lâm Bảo Châu nhận được nhiều lời mời đóng phim, đóng MV ca nhạc cùng nhiều tên tuổi có tiếng trong làng giải trí như Lệ Quyên, Tóc Tiên, Minh Hằng, Di Phu. Dù diễn xuất vẫn còn khá non tay, nhưng nhờ được các đàn anh, đàn chị chỉ dạy tận tình, nên Lâm Bảo Châu vẫn gây ấn tượng qua các sản phẩm như Anh ơi ở lại, Kẻ săn tin, Bảy mỹ nhân. Nam người mẫu chia sẻ, anh sẽ cố gắng cải thiện bản thân để trở thành một diễn viên thực thụ, theo đuổi lĩnh vực điện ảnh. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.